Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm mới và khá là hay, khá là đẹp, khá là rẻ. Đó là mặt nháy theo nhạc GVC LM3915. Bạn thấy có thể thấy tên không? Này. Thấy không? LM3915 đây. Đây. Rồi mặt này chúng ta có thể chỉnh được cái độ nháy của nó mạnh hay là yếu, tùy thuộc vào cái biến trở này bạn hãy chỉnh được ha. Mặt này là lắp sẵn như này luôn. Đây là ta có hai jack in và jack in là chính là âm thanh vào và DV và 5V này chính là nguồn hồ. Rồi. Đối với mặt này thì bạn phải mắc đúng đúng cực, không thể mắc sai cực được. Sai cực là cháy. Nói chung là vậy. Thì cái phần mà có cái mũi tên này nè, cái phần mà có mũi tên là chính là cực dương nè, hay cực dương ở trên nè, hai cực đây hai cực âm nha. Bởi vì sao biết mình vô mình đâu biết liền mạch dưới đây nè, hai cực âm sẽ nói chung với nhau nè, thấy không, dương nó tách biệt ra nè, thấy không, nên CA là trên đây âm và ở dưới đây và dương này, đây là dương nguồn và đây là dương của tín hiệu âm thanh. Này chỉ là một kênh thôi nha, không phải là hai kênh nha, nháy một kênh thôi, nhận được tín hiệu có một kênh thôi, không phải là tín hiệu có hai kênh. Có tổng cộng đây là 10 led. Đây. Rồi thì đây là dùng cái dip này 16 chân, bạn có thể thay IC này được, nếu hư có thể thay IC được. Video này ngắn thôi, tại vì cái này lập sẵn chúng ta rồi, này khá là dễ vì có thể kết hợp với nhiều mạch khác nhau, tức là BM8003. Các bạn hay dùng nguồn 5V chung luôn. Thì bạn nào cần liên hệ số điện thoại dưới video của mình. Thấy hay thì like và subscribe kênh giúp mình. Rồi xin chào mọi người.